Đây em Quỳnh Giao. Đây là cái món bánh đầu tiên của em phải không? Dạ, bánh đầu tiên của em. Bánh đầu tiên. Bây giờ Quỳnh Giao, cảm xúc của em khi mà em đổ bánh đầu tiên. Thôi khán giả không cần thấy cảm xúc, nhìn cái bánh là tự nói thôi. Chưa thành công. Từ từ. Đang tập. Không, nó cháy rồi. Hiện tại nhà bác Chính đang có 5 chảo hoạt động cùng một lúc. Mai Lê Tuấn nè, bếp này sáng chín. Sao lấy cái bánh ra giờ? Chị lấy cái bánh ra. Đi ra. Lấy giùm chị cái bánh ra. Chị xoay giùm em. Đổ sẵn lên luôn. Người ta đổ đó, người ta đổ. Không có đâu mà chị rải đều ra. Em có muốn tiếp tục làm nữa không? Dạ có. Vậy hả? Tới đây Bức Dương để tôi làm cho Bức Dương. Quậy lên. Em là khán giả đứng coi. Khán giả là phải vũ. Cờ vũ nọ đâu ta nặng. Tại đó nặng quá. Đáng. Đó xung quanh trên chạy Bức Dương. Lên thành nhìn nó. Đang lên sóng nha Tuấn ơi. Chưa? Trời giống đổ bánh cuốn ghê ha. Đâu được rồi, chưa. Trời, nhà quay phim cũng đổ mồ hôi. Tuấn là thấy là có kinh nghiệm rồi đó. Có kinh nghiệm mà trời, không phải là kinh nghiệm đổ bánh xèo mà kinh nghiệm trước ống kính. Không hề run sợ. Em sinh ra để làm người nổi tiếng. Không hề run sợ vậy trơn, thậm chí không cười luôn mà. Trừ cái cây. Quốc Vương nhào vô làm cái không? Để quay phim. Anh làm nãy giờ anh không uống lẹ đi uống chuyện mình hết. Rồi cái này nó giống mười xì mà nè. Cái này anh kinh doanh bánh xèo đi Quốc Vương. Mời. Nó. Rồi bể bụng rồi. Ngon gấp mấy lần ở Tôn Sơn ấy Tuấn nè. Còn Kim Sơn dở mồm. Này biết gì? Dạ, em gần đó em đi ra ăn cho tới 5 phút nữa. Dạ, để em làm. Đến lên được lên khóc. Anh khán giả có được lên sóng không? Được, nãy giờ lên sóng nãy giờ rồi. Ngưỡng mộ Giao quá. Nay Giao đổ xèo. Giao kìa cái cơ ơi. Có gì con nghĩ thôi. Lần đầu tiên cảm thấy rất là hạnh phúc khi đổ được 2 bánh xèo. Đổ sẵn bây giờ nó quay luôn. Em có muốn tiếp tục nữa không? Dạ có. Em làm tiếp đi anh Ngân nha. Cái động lực nào giúp chị có thể đổ được cái bánh xèo ngon như vậy ạ? Bác Chính. Động lực hai rất là đói. Bác Chính mệt không bác Chính? Khỏe. Hỏi tại sao bác khỏe? Tại sao bác khỏe bác Chính? Lên kịch bản luôn. Khỏe. Tự lên kịch bản luôn. Ơi cảm ơn bác Chính, hôm qua nay quá trời đồ ăn bác Chính ơi, tụi con là mập luôn. Con mập. Bữa đi có ngày mập 2 kg. Sao vậy? Cái chị là coi chừng nó khét Giao ơi. Dạ, em ơi chỉ tập trung chuyên môn. Hai bếp này á, hai bếp này rất là ngộ nha. Bếp này không nhìn ống kính là làm, còn bếp này lo nhìn ống kính không à. Đây là thành phẩm của chị Tư nè. Sao khán giả có muốn phát biểu ý kiến không? Bây giờ nói cái món này chất lượng làm sao? Anh quay có mệt không? Mệt. Đã ăn cái là phát biểu rồi. Đúng rồi, mắt nó trợn qua trợn lợi vậy đó, mới giống giám khảo. Gật đầu nhẹ sao treo nheo mày tí xíu. Đúng rồi, nheo trước. Ăn tiếp cái này hả? Một miếng chưa đủ để phát biểu. 3 miếng cũng được. Cái ăn là chịu đàn hết cái bánh mà chưa phát biểu. Sao nói trời ăn không giờ giám khảo kỳ. Quay lại cái ảnh màn em lấy bánh. Coi như là hồi nãy là bị hư cái màn đó không? Bây giờ lấy bánh. Nặng quá. Nghe là đập xuống dưới đất rồi đó. Đúng. Không, ra mà lấy bánh kỳ vậy? Không, ai lấy bánh đây? Bây giờ cái đó anh cũng cầm giùm để chị ấy xúc. Tại vì trời ơi, chị ấy không biết lấy mà do là cái chảo nó nặng quá. Lấy bánh kiểu đó thì thôi chứ. Rồi sao em còn ý định làm tiếp không? Dạ có. Trời ơi, chị có động lực nào mà chị làm. Bánh ngon như vậy chị. Nhìn thì thấy ngon em chưa ăn. Thôi nói chứ em ý định làm tiếp nha, anh không có định quay tiếp. Anh Ngân nha. Dạ,